Em nhập máy lại chị cho em xem. 1, 2, 3. Nhìn thấy chưa? Em có biết đây là gì không? Chân dài. Đúng rồi đấy. Đây là kẹo chân dài á. Ngày xưa nhá, bằng của em này này. Chân chị ngắn lên chân em ấy. Ủa, ăn lấy kẹo chân dài được mà. Chân chị vừa dài miên man luôn. Đó lại xem. Con ạ, đúng là ngồi mình ngộ. Cố gắng uống rất là nhiều sữa, ăn rất là nhiều hải đạn. Sao cho chân mình ngắn thế nhở, chân mama dài thế nhở. Sao thế em? Sao em buồn thế? Em nói chân. Thế chân à? Chân em làm sao? Chân em ngắn quá. Không chịu ăn đấy. Chân ngắn đúng không? Muốn chân dài miên man giống chị đúng không? Em nhắm mắt lại chị cho em xem. 1, 2, 3. Nhìn thấy chưa? Em có biết đây là gì không? Chân dài. Đúng rồi đấy. Đây là kẹo chân dài á. Ngày xưa nhá, bằng của em này này. Chân chị ngắn lên chân em ấy. Ủa, chị ăn lấy kẹo chân dài được mà. Chân chị vừa dài miên man luôn. Đấy, nhìn đi đây, xu nhìn đi, đúng không? Chị thấy không? Chân lại dài đấy. Đấy, chân mà lại dài đúng không? Chân dài miên man như bạn này. Đúng rồi. Cho nên là chị phải mua hết cho Su ấy. Bởi vì chị biết là Su lúc nào cũng buồn vì đôi chân của mình. Sau này ăn kẹo này xong nhá, Su xì mà thành đi thi hoa hậu á. Nhớ phải nhớ đến chị nha. Này, cho em đấy. À, em thích cái đấy được. Đấy, bắt nó đi, bắt nó ăn thử đi. Xem nó có dài không nhá. Wow. Em bảo ngọt lắm đấy em ạ. Có cần chị giúp không? Bóc nó không? Đây, Su ạ. Wow, thơm dã man luôn. Yeah. Thơm thế. Ăn đi ăn đi. Để chị rút cho, bạn chú không rút được à? Wow. Thấy không, ăn thử đi. Ngon không? Quá. Từ đây. Đấy. Chị ăn đi. Không chịu ăn nữa đâu. Chị mà ăn nó bây giờ chân chị dài ra nữa thì chị thành cái cây à. Chú ăn đi cho nó dài thôi. Ngon không? Ngon đúng không? Đấy, cái này ngon lắm ấy. Su chỉ cần ăn hai cái này xong rồi chân chú dài miên man luôn. Ngon nhờ? Wow, ăn hết cái rồi đúng không? Sao em ăn mãi rồi mà thẳng thấy chân nó dài. Đâu? Tí nữa cơ, em đã nuốt hết đâu. Em phải nuốt hết cơ, đúng không? Cái kẹo này ngon đúng không? Chân sắp dài rồi đấy. Nhưng mà cái kẹo này nhá, nếu mà chị mà ở đây chân nó không dài ra đâu. Kẹo này là kẹo chân dài, đâu là một bí mật mà. Em nhìn xem chân em sắp dài. Uầy, chị thấy nó dài hơn từ đấy rồi đấy. Đo xem. Thấy chưa, tí nó dài bằng hai cái kẹo này luôn. Đúng không? Giờ đang một cái đúng không? Này, dài hơn hẳn luôn. Đợi một tí nữa. Chờ mãi mà chân chưa thấy chân dài. Tí nữa nó dài bây giờ ấy. Mà thôi em cứ ngồi đây nhá, ngồi đợi chân dài. Chị mang cái chân kẹo này mang về cho em chị. Em chị cũng thích chân dài giống em ấy. Chị về nhá, cứ ngồi đi. Đợi một lúc nữa là chân nó dài rồi đấy. Nhá. Ừ, chị về đấy. Chị đó lại xem. Con bạn, đúng là ngồi mình ngộ. Đây là một cái kẹo thôi mà. Mình phải đi ra một sửa tội mới được. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.